Xin chào tất cả mọi người, mình là Tinh Lâm và mình là một người con trong một gia đình có truyền thống làm pháp sư. Nhưng mà ngặt nỗi, mình là pháp sư nhưng mà không thể nào thấy được ma và có những cách cúng kiến không giống ai, nên là dòng họ đã xa lánh và quay lưng với Tinh Lâm và mọi người gọi mình là kẻ phá đạo. Tôi không thấy được ma nên tôi đã phải dính chùm với một cái bà có con mắt âm dương mà vô cùng phiền phức, đó chính là Liên Thanh. Bà xấu gì tôi đó? Tặng bà nè. Gì đây? Bà linh dữ lắm luôn á, nhăn cái bà hiện nguyên con liền luôn à. Xê ra. Chào mọi người, mình là Liên Thanh, là một cô gái có đôi mắt âm dương. Tình Lâm đâu có làm được chuyện này. Tỉnh chưa? Tỉnh thiệt á. Bà tỉnh chưa? Tỉnh rồi đem có chiến là liền cho tôi. Không đem một hồ là thấy tầm bậy tầm bạ rồi, bà la làng la lửa nữa. Rồi. Bà đeo cái kính này vô. Thứ nhất, bà sẽ không thấy được người quái âm. Thứ hai, khi bụi bay vào mắt thì lấy ngón tay này chọt thẳng vô mắt rồi dụi luôn, khỏi cần phải tháo mắt kiến ra. Tiện lợi quá ha. Thiệt không vậy? Thiệt thiệt. Ở đâu đó? Bà đâu có tin. Thì cũng tại ông. Anh gì tại tôi? Chứ gì nữa, suốt ngày á thấy ông bài mấy cái đồ cúng kiến, ông đi cùng làng khắp xóm, ông làm cái gì á lẩm bẩm, nguyên cả xóm người ta nói không có biết ông làm cái gì hết. Trời ơi, rồi cái nhà ông ở cũng đâu có bình thường, như cái am vậy đó. Liên Thành nó nói đúng đó con. Tà quỷ này nè, thương lắm mới ở nhà nó đó, không là dọn đi lâu rồi. Đúng là cảnh vật này đốt nhang xong mọi thứ trông thật là hữu tình. Chạy! Chạy rồi! Chạy đi! Chạy vú rồi! Vú phản con! Vú ở chung với con từ trước tới bây giờ mà bây giờ vú phản con! Vú không binh con! Nào đúng thôi. Nếu như bây giờ vú phản con thì con phải... Phải gì? Ơi! Cái gì vậy? Bù á khẩu. Ủa sao nói được vậy? Vậy là vú bất trị vậy đó vú ơi. Ừ. Đó. Ủa ban đầu bà không tin thì mắc gì hết bà rồi tới em bà là Liên Khánh tìm tới tôi hoài vậy? Gì vậy? Tinh Lâm! Tinh Lâm! Không tin mà tìm hoài vậy? Gì mà kỳ cục hả? À. Ê! Nói tới kia là được rồi nha, còn thêm cái chữ kỳ cục vô chi nữa, cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Không phải kiếm chuyện nào đúng mà tôi nói thôi. Nè, tôi nói cho ông biết, ông là còn nhờ tôi dài dài đó. Bây giờ tôi không nhờ nữa, mà tôi đòi cái mắt kính này lại luôn nè. Ê, nghĩ sao vợ nó trên mặt tôi rồi. Nhưng mà tôi đòi lại tôi không nhờ bà nữa được không? Tôi cái này là của tôi nữa, làm sao tôi thấy có được những mà. Cách riêng của tôi nha, tôi. Ủa? Không cần bà nữa. Xin lỗi. Ghê lộn hoài vậy. Không hiểu sao mấy đứa này chung nhóm luôn á. Chán. Đó. Vậy cái cách tôi lúc nào cũng có hiệu quả, nên là tôi mới phát hiện ra là cái con gấu mà em bà đã ôm trong người có cái gì đó không ổn. Khánh không nên giữ con gấu này đâu, nên đem đi đốt đi, lấy xăng cho con vú. Điều tra ra mới biết là linh hồn của mẹ bà hiện hồn về nhập vô con gấu để ở cạnh bà với Liên Khánh để chăm sóc hai chị em bà đó. Thôi nhắc lại hoài, tôi biết là bữa đó ông hay rồi. Tôi cảm ơn. Thì cũng nhờ ông á, hồi đó tôi mới gặp lại được mẹ tôi rồi nói mấy lời cuối cùng với mẹ. Vậy đó mà lúc nào cũng nói tôi làm chuyện tào lao. Rồi giờ tin chưa? Thì tin rồi, mới sáng mắt nè, sáng thành nghĩa đen luôn á. Mà phải công nhận là tôi ganh tị với bà lắm luôn á. Gì vậy? Bà không được gì được có một cái mắt âm dương thôi. Ôi. Trong khi tôi ao ước có con mắt âm dương nè. Biết sao không, có mắt âm dương rồi á, mình sẽ khám phá được rất nhiều những bí mật trong thế giới tâm linh. Để coi nào là... Trời ơi, chiếm chỗ đầu cao, đéo lên đi. Nào quỷ nè, rồi nào là cô hồn ở ngoài đường ngoài xá nè, giống nhi đồ. Thôi, đừng có nhắc nữa. Nhắc nữa là lạnh hết tay chân luôn rồi. Sợ, bây giờ muốn không? Muốn rồi tôi cho ông luôn con mắt âm dương nè, chứ tôi sợ lắm rồi, tôi thấy riết rồi, tôi sợ rồi. Mà tôi nói ông thiệt, làm thầy pháp kiểu gì, ma nào cũng bắt. Bây giờ ma tốt cũng bắt, ma xấu cũng bắt, ai cũng bắt kiểu đó rồi, làm sao người ta siêu thoát? Tại cái gì mà tại? Tôi là người thấy được, tôi mới đi nói với ông, mà ông cũng cãi chém, không có chịu nghe tôi, rồi cãi nhau, rồi giận nhau. Thì cái gì? Nghỉ chơi cho rồi. Thôi cho vũ binh nó đi, tội nghiệp nó lắm, không phải nó muốn vậy đâu. Nó bị cậu cố của nó thao túng tâm lý, chứ thật ra bên trong của thằng Lâm, nó là một đứa rất là ngu. Ủa là binh chưa? Binh đó. Ủa binh hay chửi? Không biết là ngu nhưng mà binh
bên trong á, quan trọng là bên trong nó tốt, bên trong tốt. À, tốt tính. Nhưng mà vẫn ngu. Cái gì vậy Vũ? Bởi vì mày ngu tao mới chết nè Lâm. Tại vì tôi không biết, sau đó tôi mới biết là cậu cố là một con quỷ. Hồi xưa đấu với ba mẹ tôi rồi ba mẹ tôi hy sinh luôn. Rồi tự nhiên cái ổng mới phong ấn trong cái lưng của tôi nè. Với lại khoảng thời gian đó nữa, hồi đó là bà giận tôi cho nên tôi một thân một mình đấu với cậu cố. Rất là sợ, rất là ghê luôn. Nữa mà tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Cũng bữa đó đó, ông xài cái sáp cận hờm rồi mù luôn nè. Cái gì vậy? Đang minh họa là cảnh mù. Thôi ghê quá, đừng nhắc mấy cái chuyện đó nữa. Mà nè, sao ông biết được mấy cái thuật pháp mà làm kỳ cục như vậy vậy? Phun nước bọt trong cái khăn này, trong cái áo, rồi mình cột lên trên đầu thì ma quỷ nó sẽ không thấy mình, nó sẽ không đi theo mình quậy phá, hiểu không? Đi, đi. Không phải một mình bà thắc mắc đâu, mà rất nhiều khán giả cũng thắc mắc luôn. Mọi người muốn biết lý do tại sao lại có Tinh Lâm như ngày hôm nay. Mọi người muốn biết lý do tại sao Tinh Lâm lại biết rất nhiều thuật pháp không giống ai. Xin mời tất cả mọi người hãy đến với series Ai Chết Giơ Tay tiền truyện mang tên Kẻ Độc Hành, chỉ có trên Netflix. Và ai muốn giơ tay?